Vừa qua tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Habro đã khai mạc phiên chợ Tết Bính Thân 2016. Đây là hoạt động thường niên của Habro nhằm mang đến cho nhân dân các huyện ngoại thành Hà Nội một hương vị Tết ấm áp với nhiều sản phẩm truyền thống phục vụ Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời góp phần đẩy mạnh sức tiêu thụ hàng hóa cho các đơn vị thành viên trong tổng công ty và các nhà cung ứng khác trên cả nước. Habro đã triển khai giới thiệu và bán nhiều sản phẩm truyền thống với chất lượng đảm bảo phục vụ Tết cổ truyền dân tộc như bánh chưng, giò các loại của công ty thực phẩm Hà Nội, rượu vang Thăng Long, vodka Habro, sản phẩm bánh mứt kẹo Tết của công ty Thủy Tạ v.v. Bên cạnh đó là các mặt hàng trong chương trình dự trữ bình ổn giá như gạo, dầu ăn, đường, thực phẩm chế biến v.v. Được biết, bên cạnh việc tổ chức hội chợ tại huyện Ứng Hòa, Habro còn phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tham gia 3 điểm bán hàng theo chương trình bán hàng Việt phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội tại 3 huyện ngoại thành Hà Nội là Mỹ Đức, Gia Lâm, Đông Anh. Bằng việc tổ chức các phiên chợ Tết, các chương trình đưa hàng Việt, hàng bình ổn giá về nông thôn, Habro đã góp phần mang đến cho người dân các huyện ngoại thành Hà Nội một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn.